cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nếu như quý vị và các bạn, những ai yêu thích điện ảnh của Hồ Ly Vọng Hollywood thì chúng ta không thể nào không nhớ đến nhân vật huyền thoại Marilyn Monroe. Thưa quý vị, cô ấy có một anh tình nhân đặc biệt, rất bí ẩn. Câu chuyện như thế nào? Mời quý vị cùng chào đón thí sinh Mai Trang. Cái chướng ngại vật mà mình sợ nhất có lẽ là chạy bộ trong nước, một cái vũng nước cực sâu luôn, không phải đi bộ mà là phải chạy. Cái áp lực của nước làm cái chân nặng y như là đeo tạ với chân mà chạy vậy đó. Nó cực kỳ khắc nghiệt, cực kỳ khó, cực kỳ mệt. Thường ngày hoạt động của bọn mình chỉ gói gọn trong phòng tập nhảy, phòng gym là nhiều, ít ai nói chuyện với ai. Còn cái hoạt động ngoài trời này, tất cả các bạn cùng hoạt động chung, bạn này thiếu ý chí thấy bạn kia thì sẽ cố gắng để đuổi kịp các bạn phía trước. Về tới đích được nằm trong vòng tay của mọi người thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Trải qua cái hoạt động của tuần này thì mình cảm thấy là thể lực của mình tăng lên một cách rất là đáng kể luôn. Tuần này mình đã chọn Samba. Đây là lần đầu tiên là mình tiếp xúc với thể loại dance sport này. Những cái động tác chân phải cực kỳ chuẩn xác, nhạc thì cực nhanh, bạn bắt buộc phải theo nhạc. Mình đang rất là lo lắng nhưng mà mình cũng hy vọng là mình sẽ hoàn thành tốt cái bài nhảy của mình. And you can't keep a good girl down. A little bit of naughty, it's a little bit nice. She's a whole lot of glam, sweat, sugar, sex, spice. Just shimmy, shimmy, strut, strut. Give a little word, what up on the table. We'll be dancing, yeah, all night. Everybody just come to life. Under the spotlight, all the boys wanna fall behind. We say, let's show 'em how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, rồi người đàn ông vẫn phải phụ phục dưới chân nàng thôi. Chúc mừng Marilyn Monroe. Này sexy quá, trang phục đẹp thế, tung bay, thiệt là xinh đẹp. Thưa quý vị, nếu như quý vị yêu thích tiết mục này và dự đoán xem là tiết mục này sẽ được giám khảo lựa chọn là ấn tượng nhất tuần này thì quý vị và các bạn hãy soạn ngay tin nhắn BN khoảng cách 03 gửi về 8369 3000 cho một tin nhắn quý vị nhé. Có vẻ anh Đàm Vĩnh Hưng rất thích thú. Xin mời anh. John. Dạ. Hưng nghĩ cái Latin nó khó lắm hay sao ta, mà sao Hưng vẫn chờ cái sự bùng nổ một bài diễn thật là đã đời, vẫn chưa tìm thấy, đúng không? Thật đúng sự rồi. Là chưa thấy. Trong cái bài này thì có một cái bùng nổ là cái quạt đó, bùng nổ cái váy lên luôn đó. Đây nè, Hưng để ý thấy make up nè, trang phục rất là xuất sắc luôn. Đây là một cái vòng thi mà cần tụi em thể hiện cái bước nhảy của mình, cái sự đam mê và bốc cháy của mình. Phải diễn 200% hơn lúc nãy nữa đấy. Dạ. Phải tưng thật tưng luôn, thật là đã đời. Mình cũng như là rơi vào một cái gì đó rất là crazy. Thật là sướng lên mới được. Đó. Càng tuần nó sẽ khó hơn. Cái nhân vật em chọn trong cái bài này là Marilyn Monroe. Và anh thấy là em chưa thể hiện hết sức. Và lúc xem anh đang mong chờ tại cái đó sẽ là một cái điều sẽ giúp rất nhiều trong cái bài này. Và giống anh Hưng nói, trong cái bài này cái động tác thì cũng có nhưng mà chưa Trang đã vẫn còn giác lắm. Trang có nghiên cứu về hình ảnh của Marilyn không? Dạ có anh. Đó, Marilyn rất là đỏng đảnh, rất là dễ vỡ. Và cái biểu hiện mà chặn cái váy đầm của cổ lại nè, nó mong manh mà nó dễ thương lắm. Mình giống như là hoảng sợ, hoảng hốt một xíu. Chứ không, mình không có chờ nó bay thì mình đè xuống như vậy. Em phải giả vờ, em phải diễn một xíu. Marilyn, em nghĩ thế này nè anh Hưng à. Là tại vì ấy,
cái cô Marilyn Monroe này là tại vì cô quá sexy, cô là biểu tượng gợi cảm của Hollywood. Với một cái người mà người ta làm sư phạm, nhiều khi không có thoát ra được cái sự mà ấy của mình. Không có luật sư bào chữa ở đây. Dạ, à, em nghĩ nhất, vậy thôi. Thứ hai là đã bỏ tất cả mọi thứ để bước tới đây chơi cuộc chơi lớn này, là tất cả những yếu tố Thành nói là không có nghĩa địa gì với cổ hết trơn á. Đúng không? À, cho nên là đây là những lời mà anh muốn cho em tốt hơn, hay hơn, có những lựa chọn xuất sắc hơn cho những vòng kế tiếp nữa thôi. Anh không bào chữa cho em được nữa rồi. Anh tin chắc Phạm Hương sẽ nghĩ khác, đúng không Hương? Chắc chắn là vậy. Có một điều đặc biệt đó là em biết rằng là chị là một cô giáo mầm non và ước mơ của chị sẽ là trở thành một vũ công chuyên nghiệp và có một ngày nào đó chị được đứng trên sân khấu. Thì em nghĩ rằng chương trình này, sân chơi này đã có thể một phần nào đó đang trên con đường chạm tay tới cái ước mơ của chị. Thì mình gạt hết tất cả mọi thứ để mình có thể cháy, mình có thể thỏa cái đam mê hết sức của nó vào từng bài nhảy, vào từng bước chân của mình. Ngày hôm nay thì trang phục, về âm thanh và về ánh sáng, tất cả mọi thứ rất là đẹp, nhưng mà chị còn hơi thiếu sự tự tin, sự sexy của cô nàng Marilyn Monroe. Sao hôm nay em nhẹ nhàng và chậm rãi đến đáng ngờ vậy? Và cái bước xoay của chị thì em thấy nó còn hơi gấp gáp và vội vã một chút. Chị phải nỗ lực hơn nữa, tự tin hơn nữa và chính bản thân mình. Thành ơi, sao Thành ngạc nhiên về sự nhẹ nhàng và chậm rãi của Hương vậy? Em không ngạc nhiên, em chỉ gật gù theo nhịp thôi à. Oh. Em có hỏi mà. Thì bây giờ em ngạc nhiên lại nè, sao vậy anh? Em đặt câu hỏi ra lại cho đầy đủ đi. Hương ơi, sao hôm nay em nhẹ nhàng đến đột nhiên thế? Có nghĩa em đã biết trước, phía trước đó là không nhẹ nhàng hay sao? Đây mới là nhẹ, đây mới là con người hợp. Đây mới là Phạm Hương. Tất cả những gì mà em nghĩ và em thấy trước đó là một vai diễn thôi. Biết nói gì giờ? Thôi, chỉ biết viết một nốt buồn trên Facebook. Tin chắc rằng là với cái sự đồng cảm thì Phạm Hương đã rất là trải lòng với lại bạn Mai Trang. Coi như là cho em nó một điểm cộng, gọi là cái điểm liều lĩnh. Là tại vì quý vị nhìn đi, anh phải bào chữa cho em cái này. Đứng trên này, đây là một cái quạt, gió nó thổi như thế này, mát chứ gì. Không phải, nguy cơ trúng gió rất cao. Bây giờ là lúc cho điểm. Mời John. 6. Mời anh Vĩnh Hương. Cho tôi suy nghĩ một chút nha. Bé Hương mời Phạm Hương. Phạm Hương nghĩ rằng là với tư cách là giám khảo khách mời cũng như là một khán giả thì Phạm Hương đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của chị và hy vọng rằng những tuần sau chị sẽ tự tin hơn nữa nhé, quyết tâm hơn nữa nhé. Và Phạm Hương dành một điểm này chính là khích lệ cho chị. 8 điểm. Hương như bà tiên đó nha. Nó nhẹ, nó nhẹ, nó khẽ, để điểm gọn gàng. Mình thiết. Thiết thật. Mời anh Hưng. Tuần này tôi quyết định sắm cho một cái vai hoa hậu thân thiện. Dạ vâng. Một cái hoa hậu mà anh. Vâng. Với tôi, điểm thấp nhất sẽ là điểm 8. Đó, cho nên tôi vẫn chờ ai đó 9, 10. Vẫn còn đang chờ, tôi đang để dành cho ai đó. Cho nên là điểm 8 sẽ thuộc về em. Hôm nay anh Hưng ngồi giữa. Như vậy là cũng là khá cao rồi đấy. Điểm trung bình của giám khảo dành cho bạn là 7,3. Chúc mừng bạn. Mời bạn về bàn cân. Thưa quý vị, cân nặng cũ là 73,6 kg. Và cân nặng bây giờ là 71,3 kg. Bạn xuống được 2,3 kg. Rất thành công. Tương đương với 3.1%. Bạn được tổng điểm là 10.4. Chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.